Tin giáo phận Đà Nẵng Đại hội giới trẻ giáo phận Đà Nẵng tại Tra Kiệu Để cổ vũ cho nỗ lực làm chứng cho tin mừng nơi cuộc sống của những người trẻ trong giáo phận, đặc biệt trong năm thánh tôn vinh các thánh từ đạo Việt Nam, Ban mục vụ giới trẻ giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức đại hội giới trẻ giáo phận vào những ngày 21 và 22 tháng 7 vừa qua tại trung tâm thánh mẫu Tra Kiệu. Dựa trên đoạn lời Chúa, dù sự chết hay sự sống, không tắt được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Đại hội đã chọn chủ đề Người trẻ, chứng nhân tình yêu Thiên Chúa. Ngay trong ngày khai mạc, đã có khoảng 1.100 bạn trẻ từ 45 giáo sứ và 4 giáo họ biệt lập trong toàn giáo phận tham gia đại hội. Trong ngày đầu tiên, chương trình được khai mạc với cuộc diễu hành trong khuôn viên trung tâm Thánh Mẫu. Tiếp đó, chương trình học hỏi về năm thánh các thánh tử đạo tại Việt Nam về gương nhân đức của các thánh tử đạo, các hiểu biết về hôn nhân gia đình Kitô giáo, lịch sử giáo hội Việt Nam, lịch sử giáo phận Đà Nẵng và về Đức Mẹ Trà Kiệu. Buổi chiều, các tham dự viên đã cùng tham gia trò chơi lớn, cơm tối, lửa trại và tĩnh lặng với phần cầu nguyện tai dê. Ngày thứ hai của đại hội được ghi dấu với bài nói chuyện của nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, dòng Đa Minh, với đề tài niềm tin thay đổi phận người Sơ giúp các bạn biết lắng nghe trái tim Lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh Lắng nghe anh em Lúc 10 giờ Thánh lễ đồng tế bế mạc Đại hội giới trẻ giáo phận Do Đức Cha Du Xe Đặng Đức Ngân Giám mục giáo phận chủ sự Trong bài giảng Đức Cha Du Xe nhắc đến Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phan Xico Gửi cho các bạn trẻ Vào ngày 17 tháng 2 năm 2018 Bằng cụm từ Đừng sợ Đừng sợ hãi trước quyền lực tội lỗi Những ngăn cản tình người Nhưng hãy can đảm bước vào thế giới Đừng sợ để can đảm làm chứng cho sự thật Sự thiện Những giá trị tin mừng Trước khi kết thúc thánh lễ Đại diện các bạn trẻ của giáo phận Đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Cha trưởng ban một vụ giới trẻ Cùng quý cha đặc trách giới trẻ các giáo hạt Thánh lễ kết thúc với phép lành Của Đức Giám Mục Giáo Phận